Sáng ngày 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, giấy phép xây dựng công trình cho nhà thờ giáo xứ Mi Sơn, thôn 3 xã Ngũ Lão. Dự hội nghị có đồng chí Lê Chí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo các sở ngành thành phố. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc huyện, lãnh đạo xã Ngũ Lão và 7 xã có cơ sở tôn giáo, đại diện Tòa Giám mục Hải Phòng, Ban hành giáo nhà thờ giáo xứ Hữu Quan và nhà thờ giáo xứ Mi Sơn. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Sở Xây dựng đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, giấy phép xây dựng công trình cho nhà thờ giáo xứ Mi Sơn, thôn 3 xã Ngũ Lão. Phát biểu tại hội nghị, Linh mục Đoàn Thanh Vững, quản hạt giáo xứ chính tòa nhà thờ giáo xứ Hữu Quan và Mi Sơn đã hoan nghênh và bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố và tinh thần trách nhiệm của các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên đã phối hợp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết nhanh những thủ tục cần thiết, sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, giấy phép xây dựng công trình cho nhà thờ giáo xứ Mi Sơn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Chí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố và huyện rất quan tâm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Việc cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo đã giúp cho công tác quản lý nhà nước về đất đai được chặt chẽ, đảm bảo pháp lý, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cho các cơ sở tôn giáo, tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo được thực hiện các quyền lợi, đồng thời đã giải quyết nhiều vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc sử dụng đất do lịch sử để lại. Đến nay, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã cấp được 77 trên 106 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị các phòng ban ngành, địa phương quan tâm tạo nguồn lực để sớm hoàn thành việc xây dựng nhà thờ giáo xứ Mi Sơn theo đúng giấy phép được cấp phép xây dựng. Chỉ đạo các xã có cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Các địa phương cần quan tâm phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục thực hiện tốt rà soát việc sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, hướng dẫn đôn đốc các cơ sở tôn giáo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiến hành lập và hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định. Hướng dẫn, hỗ trợ tối đa để tìm cách tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.